khá là nhiều quý vị và các bạn có đặt ra câu hỏi cho cửa hàng âm thanh số VN rằng là khi nào thì chúng ta chọn đến đầu giải mã Suica Q5 Pro, khi nào thì chúng ta chọn đến đầu giải mã Suica Q5N. Đó thì video clip ngày hôm nay thì em cùng quý vị và các bạn có một cái trải nghiệm rất là thú vị đến hai cái dòng sản phẩm đầu giải mã của Suica Audio này để mà trả lời cho cái câu hỏi đắc Suica Q5 Pro chọn khi nào và khi nào chọn Q5N. Thì quý vị và các bạn cùng em tìm hiểu qua video clip này nhé. Khi mà nhắc đến các mẫu đầu giải mã trong thuộc dạng phân khúc giá rẻ, đó thì chúng ta thường có bản hãng Epic Audio thì có X6 MK2 là một trong những dòng đầu giải mã rất là nổi tiếng và có lượt quan tâm và cũng như là cái lượt bán rất là tốt tại cửa hàng âm thanh số VN. Mã thứ hai thì chúng ta có đầu giải mã của Suica Audio, chúng ta có rất là nhiều Suica Audio thì trong phân khúc giá rẻ thì rất là nhiều các model. Chẳng hạn như DAC Q3 Pro với mức đầu tư chưa đến 1 triệu, 990.000 đồng. Và cao cấp hơn thì có Suica Q4. Đó, Suica Q4 hay là Suica V1 Pro cho ta cái khả năng cái hiệu năng sử dụng rất là vượt trội khi mà bắt kết nối không dây Bluetooth. Đó, đó là một con đầu giải mã chuyên về Bluetooth. Đó, đấy là sản phẩm Suica V1 Pro. Và cao cấp hơn chút nữa thì chúng ta có DAC Q5 N và DAC Q5 Pro. Đó, hơn thì có Q6 Pro. Đó thì vậy thì khi nào chúng ta sử dụng đến DAC Q5 N và khi nào chúng ta sử dụng đến DAC Q5 Pro. Đó. Thì rất là nhiều người, rất là nhiều quý vị và các bạn thì có cái đánh giá khách quan là cái Suica Q5 Pro nó chỉ khác Q5N là cái chỗ Bluetooth. Đó, thì đấy là một cái câu trả lời, là một cái cách nhìn nó thực sự chưa là hề đúng về hai cái mẫu sản phẩm này. Đó, để tìm hiểu kỹ hơn thì quý vị và các bạn cùng em đi trải nghiệm từ cái cách thiết kế ngoại hình đến cái thiết kế nội thất. Đó, và đến cái màu sắc âm thanh để mà chúng ta có cái nhìn nhận khách quan và đúng đắn nhất về hai mẫu sản phẩm này để đưa ra được một cái lựa chọn tối ưu cho cái hiệu năng sử dụng, cho cái nhu cầu sử dụng của quý vị và các bạn, tránh lãng phí kinh tế. Trước tiên thì chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về cái cách thiết kế và cái ngoại hình của dòng sản phẩm này. Và em nghĩ rằng đây là hai cái mã sản phẩm rất là nổi tiếng và cái lượt bán, lượt quan tâm rất là cao ở trong mẫu đầu phân khúc giá rẻ, cụ thể là dưới 2 triệu đồng. Đó, hai dòng sản phẩm DAC Suica Q5N và Suica Q5 Pro này là hai sản phẩm anh em phải nói là gần giống như dạng là sinh đôi với nhau. Họ khác nhau một chút xíu về cái hiệu năng sử dụng, về nội thất, rồi là về cái khả năng tái tạo âm thanh một chút xíu thôi, nhưng mà về ngoại hình thì giống không khác nhau là mấy. Họ đều được thiết kế và cũng như đều được trang bị là vỏ nhôm sần cát. Ở đây vỏ nhôm sần cát không bám vân tay cho chúng ta một cái hình thức rất là sạch sẽ. Ở phần mặt trước của hai dòng sản phẩm này thì đều trang bị chúng ta một nút volume, em xin lỗi, một nút bấm tắt bật nguồn, kèm theo đó là select chọn đầu vào, nó rất là tiện lợi cho chúng ta cái khả năng sử dụng cái sản phẩm rất là dễ dàng. Và bên cạnh đó thì có một núm volume vô cực. Đấy, sản phẩm DAC Q5N thì có một núm volume vô cực, núm hình chữ X Balia rất là đẹp, và DAC Q5N cũng vậy, cũng là núm chữ X Balia, nhưng mà thay vào đó thì không phải volume vô cực mà ở đây thì cho ta cái sử dụng cái chiết áp đó, truyền thống. Ở đây thì hai cái hiệu năng sử dụng về cái volume này cũng là khác biệt nhau rồi. Và tiếp theo thì có trang bị chúng ta cổng cắm tai nghe. Ở Q5 Pro thì có cổng cắm tai nghe đầu ra và có cổng đầu vào 3.5. Đó. Khác với đó thì Q5N thì đều là hai cổng cắm tai nghe 6.35mm và 3.5mm. Đó. Về các cổng kết nối ở hai sản phẩm này thì đều là sử dụng nguồn điện 12V. Đó. Đều được trang bị cục nguồn adapter. Đó, để chúng ta cắm trực tiếp từ nguồn điện từ 100 đến 240V. 220-240V đều sử dụng và hoạt động trong tầm cách bình thường. Và đầu ra âm thanh ở đây thì đều được trang bị ông ta đầu ra hoa sen truyền thống trắng và đỏ, và tất cả các chân giác thì đều được mạ vàng, nó cho ông ta truyền tải tín hiệu ổn định và trong sạch, cũng như là cho ông ta cái khả năng tái tạo âm thanh và đường truyền tín hiệu ổn định nhất. Và bên cạnh đó thì đầu vào, hệ thống đầu vào thì ở đây có cổng coaxial, hai thiết bị này đều có cổng coaxial là cổng đầu trục, chúng ta có thể kết nối với CD. Hầu hết thì những cái đầu giải mã ở phân khúc giá rẻ và rất là nổi tiếng như thế này chúng ta đều biết về hiệu năng sử dụng rồi. Ở đây thì em chỉ nói qua một chút thôi. Cổng quang thì cho chúng ta khả năng kết nối cổng quang từ TV hoặc Smart TV, chơi nhạc mạng YouTube rất là hay. Cổng USB, ở đây thì hai cổng USB này thì đều được trang bị là USB nhưng dạng kết nối thì khác nhau.
Ở đây thì dạng kết nối trong ta là dạng là USB mới, còn đây là dạng USB truyền thống. Đó. Về dây dắt phụ kiện kết nối USB thì cũng đều nhà máy, nhà sản xuất thì cũng đều trang bị chúng ta theo máy hết. Đó thì cái này thì về cái cổng kết nối USB này nó là dạng hình ngôi nhà như này, chúng ta không phải lo, đã có dây của nhà sản xuất rồi. Và DAC Q5 Pro thì ở đây có trang bị chúng ta cổng Bluetooth không dây 5.0. Đó, Q5N thì không có Bluetooth. Đó, vì vậy thì chúng ta có thể hiểu nôm na là Q5 Pro, nếu mà chọn Q5 Pro thì có Bluetooth, Q5N thì không có Bluetooth. Đó, đấy là một cái hình thức để chúng ta chọn hai sản phẩm này, một hình thức cơ bản để chúng ta chọn hai sản phẩm này. Đó. Với mức chênh lệch mức giá 400-500 ngàn đồng thôi. Đấy thì chúng ta cũng lưu ý đến cái hiệu năng sử dụng Bluetooth không dây. Đó, nếu chúng ta trước tiên chúng ta chưa cần biết là về hiệu năng về nội thất như thế nào, chúng ta ai dùng có cần đến Bluetooth thì chúng ta chọn Q5 Pro. Đó, và không cần Bluetooth thì chúng ta chọn Q5N. Nó để tránh lãng phí đi cái chi phí và cũng như là cái mức đầu tư. Và tiếp theo thì ở đây thì chúng ta đi đến phần nội thất. Để tránh mất thời gian của quý vị và các bạn thì em đã tháo sẵn hai cái sản phẩm, đó chính là DAC Q5 Pro và DAC Q5N. Đó thì nhìn sơ qua thì chúng ta có thể đánh giá được rằng là hệ thống liên mạch của Datsuka Q5 Pro dày dặn các linh kiện tụ, rồi là chip giải mã, rồi là các con trở. Đó, khác với Q5 Pro thì DAC Q5N thì nhìn có vẻ sơ sài hơn, nhưng mà tuy nhiên thì cái DAC Q5N này cũng cho chúng ta cái khả năng tái tạo âm thanh rất là tốt. Đó, và để mà xem rằng là em sẽ hôm nay em sẽ soi kỹ để xem rằng là hai cái nội thất này thì nó có điểm gì khác nhau và có điểm mạnh và điểm yếu nó như thế nào, để mà xem, để mà cho chúng ta những cái đánh giá và cho chúng ta những cái lựa chọn nó tối ưu nhất, nó chính xác nhất, nó không lãng phí về kinh tế và cũng như là vẫn đáp ứng cho chúng ta đầy đủ các hiệu năng sử dụng. Ở đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu đến nội thất của DAC Q5N. DAC Q5N thì chúng ta em thấy đây là hệ thống tụ điện này, tụ nhôm điện này, hay còn gọi là tụ hóa, thì có vẻ là DAC Q5 Pro thì có là nhiều hơn. Ở đây chúng ta có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16 con tụ điện. Còn Q5 Pro thì 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 con tụ điện. Đó, Q5 N thì ít hơn 6 con. Và đây thì đều được trang bị là tụ tụ Samsung. Q5 N được trang bị là tụ Samsung. Đây. Đó. Tụ Samsung và tụ Lemon. Đó, cũng là hai cái loại tụ rất là tốt cho chúng ta cái mức ổn định sử dụng. Và đây thì chip giải mã tổng của Q5N là dòng chip ES, chính vì vậy thì cái chất âm của sản phẩm Q5N trong ta cái sở hữu cái chất âm rất là cân bằng, nó cân bằng 3 giải và chi tiết đó, nhưng mà không nội lực bằng Datsuka Q5 Pro. Đó, đấy là cái đặc điểm của chip giải mã ES. Còn khác với Q5N thì DAC Q5 Pro sử dụng cái chip Sirius Auric. Đó, sử dụng chip Sirius Auric 4398. Đó, mà cái đặc điểm của cái chip Sirius Auric thì chúng ta biết rồi, đánh mạnh về âm bát, rất là trầm bổng, làm mạnh về cái tiếng bát. Đó, chính vì vậy thì cái sản phẩm Q5 Pro này nó cũng được rất là nhiều người, rất là nhiều quý vị và bạn yêu thích và có cái lựa chọn đến để chúng ta phục vụ đến các dàn karaoke thiếu bát. Nó sẽ giúp chúng ta cải thiện khá là nổi bật. Thì Q5N thì cho chúng ta cái khả năng diễn xuất âm thanh rất là cân bằng, nó toàn giải hơn. Và đi đến phần chip giải mã rồi, chúng ta sẽ đến phần op-amp khuếch đại. Đó, op-amp khuếch đại. Ở đây thì Suka Q5N trang bị chúng ta cặp đôi op-amp. Đó chính là op-amp OPA 275 và 2134. Đó, đây là hệ thống op-amp được trang bị chúng ta ở dạng cắm rút. Đó, ở dạng cắm rút thì chúng ta có thể là độ op-amp. Đó, khi mà chúng ta có cái nhu cầu độ op-amp thì bên cửa hàng em cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị các bạn có thể độ op-amp để cho chúng ta cái hệ thống phức đại được tốt hơn. Đó, và ngoài ra thì cũng có cải thiện chất âm. Và sản phẩm Q5N cũng có cho chúng ta hai cái dơ lê. Hai dây đóng ngắt này thì giúp chúng ta bảo vệ cái thiết bị đứng đằng sau, chẳng hạn như là âm ly hay là hệ thống loa, nó không để những cái tín hiệu lục bục hay là lẹt xẹt phát ra, để tránh ảnh hưởng chập cháy hay là quá tải đến cái thiết bị đằng sau. Đó, rất là an toàn. Và tiếp theo thì chúng ta có hệ thống chip giải mã. Đó, chip giải mã đường USB là chip CM6642. Đó, chip CM6642 là một con chip giải mã đường USB. Đây, đây là một con chip giải mã đường USB. Cho chúng ta cái khả năng giải mã đường USB rất là vượt trội. Đó, và Datsuka Q5N không có cho chúng ta hệ thống kết nối không dây Bluetooth. Đó, thì họ sẽ đánh mạnh cho chúng ta vào hai cái cổng kết nối cổng quang và cổng USB. Đó, họ sẽ làm bật, tập trung và làm bật vào đến cái cổng quang kết nối USB này. Em xin lỗi, cổng tín hiệu kết nối optical. Đó là mạnh chúng ta về cổng kết nối optical. Vì vậy thì chúng ta có thể là khi mà chơi đến dòng sản phẩm Datsuka Q5N, đó, chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta không dùng USB, chúng ta chỉ dùng chuyên đến cổng quang, chúng ta có thể là có một lựa chọn rất là hoàn hảo đến sản phẩm DAC Q5N. Và khác với sản phẩm DAC Q5N thì chúng ta đi đến nội thất của
sản phẩm DAC V5 Pro. DAC V5 Pro thì cho chúng ta khá là nhiều hệ thống liên mạch và các chip giải mã, chip xử lý tín hiệu. Ở đây thì V5 Pro cũng được trang bị chúng ta cặp đôi OPAM là 2134 và OPA 275. Đó, cũng trang bị là dạng cắm rút, chúng ta có thể là độ OPAM thay thế và độ OPAM. Chúng ta khả năng tái tạo âm thanh nó được sắc nét hơn. Ngoài ra thì ở đây thì chip xử lý tín hiệu đường USB. Em xin lỗi, chip giải mã là chip xử lý tín hiệu đường Bluetooth thì có sử dụng chip Qualcomm QCC 3034. Đấy, cũng là một con chip rất là cao cấp, chúng ta cái đường truyền tín hiệu 5.0 rất là ổn định. Đó. Và ở đây thì được trang bị chúng ta ba dây lê. Ba dây lê ở đây thì có hai dây lê để xử lý chúng ta cái tín hiệu đầu ra hoa sen và một dây lê để xử lý chúng ta cái tín hiệu đầu ra tai nghe. Đó. Có hai hệ thống dây lê riêng biệt cho hai đầu ra cũng rất là ổn định. Đấy là về hệ thống liên mạch của hai dòng sản phẩm này. Và để lựa chọn được một cái sản phẩm nó ưng ý nhất, nó đúng theo cái nhu cầu cho chúng ta thì chúng ta có thể cân nhắc đến hai dòng sản phẩm DAC V5 Pro và DAC V5N. Đó là hai cái sản phẩm mà DAC giải mã thuộc dạng phân khúc DAC giá rẻ rất là nổi tiếng, cho chúng ta những cái trải nghiệm âm thanh, khả năng tái tạo âm thanh rất là thú vị. Nó cân bằng chi tiết. Chúng ta là một người có cái thiên hướng về các sản phẩm hay là cũng như là các cái thể loại nhạc cân bằng, thích độ chi tiết tách bạch thì chúng ta có thể là sử dụng đến dòng sản phẩm DAC V5N. Và sản phẩm này thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta không cần dùng đến Bluetooth thì chúng ta có thể sử dụng đến DAC V5N. Chúng ta chỉ tập trung vào cổng quang TV. Và tuy nhiên thì sản phẩm DAC V5N có một cái điểm khuyết nhất định, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng TV LG. Đó, khi mà chúng ta sử dụng TV LG thì đôi khi DAC V5 Pro, em xin lỗi, DAC V5N có cho chúng ta những cái tiếng phát ra nó lộp bộp. Đó, đấy là một cái điểm yếu khi sử dụng đến TV LG để mà sử dụng DAC V5N. Đó, khi mà chúng ta có biết đến cái điều này rồi thì chúng ta có thể là tránh đi sử dụng đến những dòng sản phẩm khác cùng phân khúc như là V1 Pro. Và DAC V5 Pro thì sẽ phù hợp với tất cả các bộ dàn âm thanh, tất cả các hệ thống TV, điện thoại, Bluetooth. Đó. Và sản phẩm DAC V5 Pro thì có cho chúng ta hai màu sắc, màu bạc và màu đen. Đó, có hệ thống Bluetooth 5.0. Đó. Và cái giá của hai dòng sản phẩm này tại cửa hàng âm thanh số VN đang có mức giá giữa DAC V5N trước là 1.6.000 và nay khuyến mại chỉ còn là 1.500.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc, tặng dây quang ly tông và 500 bài nhạc chất lượng cao gửi qua Zalo để chúng ta có thể trải nghiệm cùng DAC. Và DAC V5 Pro tại cửa hàng âm thanh số VN đang có giá là 1.900.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc và tặng dây quang ly tông, ngoài ra tặng kèm thêm 500 bài nhạc chất lượng cao đến cho quý vị và các bạn có thể trải nghiệm cùng DAC, cũng là một cái lượng quà tặng rất là tuyệt vời để cho chúng ta có cái cơ hội và cũng như là có nhiều cái ưu đãi đến cho quý vị và các bạn hơn. Dạ vâng, cửa hàng âm thanh số VN có lẽ là xin được tạm dừng video clip ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian lắng nghe và cũng như là ủng hộ kênh YouTube âm thanh số VN trong suốt thời gian vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.